Chào các em, hôm nay cô sẽ sửa đề thi minh họa của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Nha các em. Thì đề này tương đối là dễ. Đấy, bây giờ mình bắt đầu nhé. Câu số 1 này. Câu số 1 thì rất là dễ thôi, nhìn vô là có thể biết được. Thì em thấy cả đây tận cùng là chữ D này, thế là nhóm 3. Hả? Câu này là chữ R này, nhóm 3 luôn. Chữ T, Phượng này, nhóm 2. Đó. Và câu này chữ N là nhóm 3. Cho nên cuối cùng mình chọn câu C nha em. Câu C. Còn câu 2 là phát âm, là nguyên âm. Light, nhá. Price và mile. Và câu D là give, give là y. Cho nên là câu mình chọn câu D nhá. Light, rise, mile and give. Number 3 thì ta nhìn đây ta thấy là bốn cái này đều là động từ hết, và thường động từ hai âm tiết là nhấn vần thứ hai. Đó. Này động từ nè thì sẽ có một cái ngoại lệ, thì ở đây là ví dụ như theo như cô quan sát thì đối với những học sinh mà không rành lắm thì mình có thể hiểu cái chữ này là mình dễ nhận biết nhất là depend là hai rồi nè, nhé các em. Rồi chữ marry, đó, từ kết hôn này là rất quen thuộc là nhấn một. Đó, còn hai cái này giả sử mình bí mình không biết đọc thì nó là động từ hai âm tiết thì nhấn vần thứ hai, thì mình chọn câu B. Và khi mình đọc đọc là respect hai, các em predict tiên đoán là hai luôn. Và câu này á thì ịch này, ta thấy cái hậu tố ịch, ịch là nhấn trước ịch ha. Đấy. Rồi et, et nhấn trước et nhá. Còn từ này thì dễ, là từ này mình nhấn là personal, từ này quen ha, nhấn từ thứ nhất. Vậy thì câu này nhấn vần thứ hai đó, là mình chọn câu này. Và dĩ nhiên là câu này phải nhấn vần thứ nhất rồi, powerful, quyền lực nhá. Rồi tiếp đến câu này em nhìn cái vị trí này em biết đây là câu hỏi đuôi, mà câu hỏi đuôi thì trước khẳng định sau phủ định. Phủ định thì mình có câu A và câu C. A và câu C. Thì em muốn biết đỡ dần hay là ý dần thì ta nhìn ở cái động từ ở trong câu trước. Động từ trong câu trước là is. Thì ở đằng sau mình cũng chọn is. Thì mình chọn ý dần. Ý dần là câu A. Nha các em. Number 6. Câu 6 của mình. Thì em liếc sơ qua đáp án là em thấy trắc nghiệm to verb verb ing. Mà to verb verb ing thì mình dựa vào động từ đứng trước thôi các em. Động từ đứng trước của mình là động từ hope ha, sau hope hy vọng mong chờ, mong chờ ví dụ chữ one này là một to verb. To verb thì mình chọn câu A, quá dễ dàng đơn giản phải không nào. Rồi câu 7, câu này chỉ trắc nghiệm động từ của mệnh đề if thôi, thì mình nhìn có bên này thì mình thấy would cộng với v không nè, đó thì nó là if loại 2. If loại 2 thì mình sử dụng vua bốn chữ đó, thì mình chọn câu D. Câu số 8 thì mình liếc đáp án thì đây trắc nghiệm thì. Câu này trắc nghiệm thì. Đó. Thì từ khóa của mình là em thấy chữ xin. Đó. Sau xin luôn luôn chia thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn V hay đi thì mình chọn câu B. Đó. Câu số 9. Câu này trắc nghiệm về cụm từ và mệnh đề. Thì em nhìn đằng sau khoảng trống nè, thì em thấy đây là chủ từ, đây là động từ, vậy nó là một mệnh đề. Mà mệnh đề thì không bao giờ đi với những từ mà có giới từ, như câu D có giới từ nè, là mình phải loại rồi. Câu này có giới từ mình loại rồi, thì mình chọn giữa câu B và câu C. Câu B là mặc dù, nhé các em, mặc dù. Đó. Còn câu C là bởi vì. Cha mẹ không nên sử dụng punishment là hình phạt về thể chất, nghĩa là ví dụ đòn roi đấy các em, chấm chấm nó có ảnh hưởng negative là tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em, thì cái này là mình chọn bởi vì bởi vì nó có ảnh hưởng tiêu cực, nên mình chọn câu C. Câu số 10 thì câu này trắc nghiệm mệnh đề chỉ thời gian, mệnh đề chẳng ngữ chỉ thời gian. Thì em quan sát em thấy mệnh đề chính của mình là này, viết tắt của chữ will này, will
Đây. Will thì mệnh đề chính ở tương lai, thì mệnh đề trạng ngữ ở hiện tại. Thì em quan sát em thấy cái này nè. Đây. Em quan sát em thấy nè. Mệnh đề trạng ngữ của mình ở quá khứ này. Đó, cho nên câu này mình loại này. Đấy. Câu này là may, may là V2 này. Đó, là cũng loại luôn này. Câu này were, quá khứ là loại luôn. Và cuối cùng mình chọn câu D là ở hiện tại hoàn thành. Mệnh đề trạng ngữ ở tương lai. Xin lỗi, mệnh đề chính ở tương lai thì mệnh đề trạng ngữ ở hiện tại, và đây là người ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Các em. Câu số 11. Câu này trắc nghiệm giới từ, nhưng mà mình phải quan sát cái từ này, nó đi theo cái danh từ này. Advance là nâng cao. Thì cái này là, nhưng trong tình huống này là người ta chọn là in advance. In advance thì có nghĩa là trước, nghĩa là bạn nên đặt chỗ trước, bởi vì nhà hàng rất là phổ biến ở trong vùng này. Ý nói là nhà hàng này rất được ưa chuộng các em. In advance là trước, trước. Book khi là động từ thì mình dịch là đặt chỗ, danh từ thì là quyển sách, nhưng mà động từ thì mình đặt dịch là đặt chỗ. Câu 12. Đó. Thì câu này em quan sát câu này nhé các em. Thì em thấy trước khoảng trống, câu này có động từ chia thì rồi này. Câu này nhìn vô là hơi lộn cụng này. Thì mình quan sát, mình làm từ từ nhé, mình làm từ từ. Thì mình quan sát đáp án trước đi. Thì mình thấy câu này chia thì nhé các em, câu này chia thì. Đó. Khi em thấy nó có trạng từ, ví dụ câu này nó lòng thòng, nó có trạng từ này, nicely, thì giống như cô đã nói ở những chuyên đề đó, khi em thấy trạng từ là em cứ coi như không có nó để mình làm cho nó dễ nha em. Như câu này thì mình thấy là mình cứ quên cái chữ nicely này đi, quên đi. Đó, quên nó đi. Thì nó đây nó chỉ là thì quá khứ đơn ở bị động nha em. Đấy. Còn câu này là V2 hoặc là V3 đi, tùy thôi. Mình có thể hiểu. Còn câu này là sai lý do. Là bởi vì nếu mà trạng ngữ thì nó đứng giữa, đôi khi nó đứng sau cũng được, nhưng mà em thấy là câu này nó không có be được em, không có be thì nó là chủ động nhé em, câu này chủ động nhé, câu này bị động này. Câu này nếu như mình hiểu là V2 thì là chủ động, mà mình hiểu là V3 thì là bị động, thì câu này mình chưa chắc ăn. Còn câu này V in thì nó là chủ động nhé em, chủ động. Vậy thì giờ mình coi nó chủ động hay bị động mới đã, là mình tính tiếp nhé. Mang theo một cái VIP là quà, cái hộp quà. Wrap là gói, mà hộp quà thì không tự gói được thì phải là bị động. Mà bị động thì mình chỉ chọn giữa câu B và câu C thôi em. Đó. Hai câu này chủ động là sai nè, hộp quà không có tự gói được. Thì bây giờ câu này mình phải hiểu nó là V3. V3 đi để cho nó là bị động luôn thì mình mới có thể chọn được. Vậy thì nếu như câu này mà là V3 đi thì ở đây nó sẽ là rút gọn được đề quan hệ. Còn nếu như còn câu này thì nó là bị động của thì quá khứ đơn. Nhưng em quan sát trong câu này. Đấy, thì mình thấy có động từ y chia thì rồi. Khi chia thì rồi thì dĩ nhiên là chỗ này mình không có chia thì nữa. Trong một mệnh đề chỉ có một động từ duy nhất được chia thì mà thôi. Đó. Còn nếu mà chia thì nữa thì nó phải có đại từ quan hệ ở đây. Mà đây nó không có đại từ quan hệ, nó là dạng rút gọn được đề quan hệ đó các em. Đấy. Thì câu này là mình loại lý do là bởi vì mình không có chia thì nữa, và cuối cùng mình chọn câu C. Và thật ra cái câu C này á nó là rút gọn về đề quan hệ, còn nếu như mà không mình không rút gọn mà mình viết đầy đủ ra thì nó là which nha, which were đó. Nicely waft. Nghĩa là nó được mang theo một hộp quà mà nó được gói một cách đẹp đẽ, sweet. Và khi đó mình rút gọn dạng bị động thì mình bỏ cái này đi, bỏ đại từ quan hệ, bỏ was thì mình chỉ còn cái này thôi nha các em. Câu số 13. Câu này thì em liếc qua đáp án này. Đấy. Thì em thấy người ta trắc nghiệm về từ loại nhé em, từ loại. Từ loại thì em quan sát em thấy đây chữ ít này. Ít. Ít này là một túc từ bởi vì nó đứng sau động từ.
Mà trước cô đã chỉ các em mà khi em cứ thấy ít ít á, thì theo sau là một tu verb. Tu này, vậy còn thiếu verb thôi. Verb thì mình chọn câu A. Tu verb. Thì em có thể, ai có quyển sách này, thì em có thể mở trang số không? Đây, các em có thể mở trang số 15. Đấy, trang số 15. Các em xem này, chủ từ giả, túc từ giả. Đây này. Chủ từ giả, túc từ giả. Thì đây là chủ từ. Đây, cái câu này. Chủ từ này cộng với động từ. Đây. Many 12th grader là những cái học sinh lớp 12 đó, nhiều học sinh lớp 12 là chủ từ. Động từ là find này, túc từ là is này. Cộng với ha là một tính từ. Đó, và theo sau là một to verb, to verb. Các em, cho nên câu này nó là dạng túc từ giả. Mà các em cứ nhìn thấy ít ít thì em chọn to verb cho cô này. Túc từ giả thì cũng to verb mà chủ từ giả cũng to verb. Rồi cái cấu trúc ít thúc ít thách này cũng to verb này. Thì ít ít là theo sau là to verb nha các em. Câu số 14. Câu này thì nó nằm trong cái phần phrasal verb. Take after thì mình là giống. Giống người này, giống người kia đó. Đó. Đây, nó nằm trong trang số 22 này các em. Trang 22. Đây. Take after. Đây nè, giống này. Đây, take after này. Giống nha. Rồi. Get over. Get này. Get. Get over. Đó. Vượt qua, khắc phục. Rồi mình có từ look after. Từ này thì quen rồi, là chăm sóc đúng không? Chăm sóc, trông nom. Rồi go over là đọc hết. Cái này là vượt qua. Vượt qua, khắc phục gì đó. Đó. Thì cái câu này là mình xem này. Anh ta disappointed là thất vọng về cái việc không có thắng, thắng gì đó, nhưng anh ta sẽ soon là sớm, sớm vượt qua nó, là get over, vượt qua. Còn cái chữ competition này là cuộc thi nhá, cuộc thi. Tiếp câu này. Câu này thì trắc nghiệm động từ. Đấy. Thì câu này mình không có dịch nhé các em phải biết. Quan trọng là em phải biết được cái từ này. Từ này là export này. Đó, nỗ lực, cố gắng. Thì export luôn luôn đi với động từ make, may nhá. Nó đi với nhau như vậy. Chứ còn nếu mình dịch là làm thì cái do này cũng là do, done này cũng là làm. Hay là tạo ra gì cũng đúng như vậy. Chính phủ chấm chấm mọi nỗ lực để ngăn chặn sự lan nhanh của Covid-19. Thì bây giờ chính phủ đã tạo ra mọi nỗ lực cũng được, rồi đã làm mọi nỗ lực thì cái nào cũng được, nhưng cứ export là em phải chọn make, may. Cái này nó đi với nhau như vậy nha các em. Câu số 16. Câu này 4 từ khác nhau nhá, là nó trắc nghiệm về nghĩa rồi, về nghĩa rồi. Thì mình nhìn là mình thấy là trong cái khi mình mua bất kỳ một sản phẩm nào thì mình cũng nhìn thấy cái từ này. Từ này nghĩa là thành phần nhá, thành phần. Từ này design là thiết kế, designer là nhà thiết kế đó các em, thiết kế. Còn spice là ví dụ như là muối, tiêu, ớt này, là gia vị ha. Gia vị. Và cuối cùng này là công thức nấu ăn ha. Công thức nấu ăn. Công thức nấu ăn. Thì làm ra, tạo ra một cái món cháo gà đó em, chicken soup, thì không khó. Đó chỉ là một vấn đề theo. Thì khi mình làm thì theo ta. Mình chỉ cần theo một công thức nhất định thôi. Thì mình chọn câu D. Và câu này. Câu này 4 từ này, trắc nghiệm về nghĩa. Thì câu này hơi khó lắm các em nhá, câu này hơi khó. Thì trong 4 từ này thì cô nghĩ tên từ này là dễ nhất đối với em, remain ha. Remain là để lại, duy trì lại, remainder. Rồi abundant nó là danh từ của động từ này, tính từ này là các em. Abundant. Đó, là tính từ của thằng này, nó nghĩa là nhiều hoặc là dồi dào. Legacy
là di sản. Di sản. Và từ bữa nay, từ này là excess, là vượt, vượt quá mức. Ví dụ em xem tivi quá mức gì đó. Sau cái sự recovery, phục hồi, miraculous là tuyệt vời, từ cái stroke này là cú đánh, phục hồi từ cái gì đó nếu như em không biết dịch ha. Thì người đàn ông này đã spend, là trải qua cái gì suốt cuộc đời, đi lại rồi làm cái gì đó, làm công việc gì đó, nhưng mà không biết thì thôi, mình dịch được cái đi lại là được rồi. Thì người đàn ông này đã trải qua nhiều thì cũng không phải rồi, di sản vượt quá mức. Thế nên mình chỉ chọn câu thích hợp nhất này, nghĩa là duy trì, trải qua sự duy trì suốt cuộc đời để làm hai cái việc này nha các em. Câu này mình chọn câu A. Và câu cuối cùng, câu này cũng tương đối khó. Câu này thì mình phải biết thôi, nó đi theo một cái thành ngữ của nó, ví dụ như là chapter. Cái này thì thuộc lòng các em. Of accident. Thì cái này nó có nghĩa là hàng loạt những xui xẻo, hàng loạt những xui xẻo, nó đi với nhau các em. Chapter of accident. Chapter khi mình dịch nghĩa đen thì nó nghĩa là chương. Chương thì là nhiều đúng em, đúng không? Trong cái chương đó thì nhiều, gồm nhiều mục nhỏ. Còn phase là trang, trang 1/5 này. Verse là thơ đó. Còn volume thì các em biết rồi, là âm lượng ha, âm lượng đó. Thì cái này mình chọn câu C vì lý do đó. Cái này thì mình phải biết nhé, hàng loạt những xui xẻo. Rồi đến câu này. Câu này là chọn từ gần nghĩa nhất. Thì những cái này thì không nghĩ là các em biết này. Ví dụ như strength là danh danh từ của strong, là mạnh mẽ. Comfort này, thỏa an ủi ha. Mềm. Success, thành công. Attention là gì? Attention to đó. Pay attention to đó là chú ý ha. Chú ý. Này là an ủi ha. Laura này, hand là cầm nắm ha. Vase là cái bình, ví dụ bình hoa, bình bông gì đó. Với một sự gì gì đó vì sợ làm bể. Vậy khi mà sợ làm bể thì mình cầm bình hoa một cách như thế nào? Một cách chú ý, thật là chú ý. Thế nên mình chọn câu D ha. Câu 20 thì câu này cũng nghĩ là từ này các em biết này. Modest là khiêm tốn ha, khiêm tốn. Care, cẩn thận, careless. Cái lịt mà L cao này là mang nghĩa phủ định, thì mình dịch là bất cẩn ha, bất cẩn. Generous, từ này thì cũng quen trong sách lớp 12, là rộng rãi, rộng lượng ha. Rộng rãi, từ này có thể các em không biết. Vậy thì là quan trọng ha, hay được xem như là gì đó ha, để giữ yên lặng khi one này là thay cho chữ person đó các em. Person, khi một người giận dữ bởi vì nói bất cứ điều gì thì chỉ làm cho nó worse, là nó tệ hơn thôi. Vậy thì đến ngày này người ta đang khuyên mình, vậy cái từ này phải mang nghĩa tích cực, phải không nào? Đấy. Vậy thì ở đây bất cẩn là mình loại đầu tiên này này đó, bởi vì nó mang nghĩa tiêu cực. Khiêm tốn khi giữ yên lặng thì cảm thấy không ổn. Rộng lượng không được, rộng lượng để giữ yên lặng khi một người đang giận dữ thì không phải. Thì mình chỉ có chọn ba câu này mình thấy không ổn thì mình chọn câu này thôi. Và cái nghĩa của từ sensible này á, nó có nghĩa là biết điều ha. Sensible là biết điều hay là nhạy ha, biết điều, biết điều hay là biết lý lẽ, hiểu lý lẽ ha các em. Câu 21 thì câu này mình chọn trái nghĩa, nhưng trước khi mình chọn trái nghĩa thì mình phải chọn đồng nghĩa trước nha các em. Câu từ này là dễ nhất này, từ này là tránh, tránh né đó.
Carry là mang, ví dụ mang vali, mang đồ gì đó. Còn prevent là ngăn chặn. Receive là nhận. Những từ này rất dễ nhá, năm nay để cho dễ, để minh họa dễ này. Khi George được thăng tiến làm vị trí director là giám đốc, mình dịch được cái gì mình dịch, thì anh ta hết tu là phải, phải cái gì đó, responsibility là trách nhiệm nhiều hơn, thì anh ta phải, khi mình lên một cái chức lớn thì mình phải nhận, không em, nhận nhiệm vụ nhiều hơn. Thì bây giờ nếu mà mình nhận nhiệm vụ nhiều hơn thì mình chọn ngược lại, thì mình phải gì, né đi, tránh đi, mình chọn câu C. Đó. Câu 22, câu này destroy là các em biết này, từ này là học hoài luôn, tàn phá này. Đó, raise, ví dụ câu hay nói là raise, who know, raise your hand, nghĩa là ai biết thì giơ tay lên, nghĩa là giơ lên, mọc lên, ha, giơ lên, mọc lên, nghĩa là phát triển á, mọc lên. Rồi express bằng với show, ha, là bày tỏ, biểu thị, weak này, yếu này, làm cho nó yếu đi, ha, yếu, làm yếu đi, động từ thôi. Weak, weak không thì là yếu, weaken là động từ, là làm cho nó yếu đi. Vậy thì elite là vận động này, vận động viên, nó vận động viên. Defeat là đánh bại, sự đánh bại cay đắng của vận động viên trong cái trận gì đó, à, trong cái trận đấu. Thì chấm 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 chấm, hy vọng của anh ta bảo vệ, defend là đồng nghĩa với protect, à, bảo vệ chức vô địch, danh hiệu chức vô địch. Title là danh hiệu, danh hiệu chức vô địch. Vậy thì bị đánh bại cay đắng trong cái trận này thì thường thường là hy vọng để bảo vệ. Mình bị đánh bại rồi thì mình sẽ, người ta sẽ dập tắt hy vọng của mình để bảo vệ, phải không nào, bảo vệ danh hiệu chức vô địch. Bây giờ mình dập tắt thì bây giờ mình sẽ trồi lên, mọc lên. Đó, mình chọn câu B. À, cái dạng bài này mình làm theo kiểu vậy đó các em, à, gần nghĩa, trái nghĩa, mình chọn gần nghĩa nhất, à, gần nghĩa trong cái bối cảnh đó, sau đó mình chọn trái nghĩa. Câu này, câu này em thấy là what này, sau đó là một danh từ và dấu chấm than thì diễn tả một lời khen, compliment, à, nó diễn tả một lời khen. Yeah. Khi được khen mình thì mình chọn câu C. Tôi rất vui vì bạn thích nó. Còn no problem là không có vấn đề gì. Và cái này thì nó ở trên tường. Câu này là không có chi. Cái này ý người ta nói là bức tranh, một bức tranh đẹp làm sao. Rồi câu này, câu này là nếu như em không dịch được cái câu dẫn của người ta thì cũng không quan trọng, nhưng em quan trọng hai người đối thoại với nhau. Chúng ta nên limit, giới hạn việc sử dụng túi nhựa. Đó. Người này trả lời như thế nào? Quan trọng là câu thòng đằng sau. Câu này, chúng ta có thể dùng, thể sử dụng túi giấy. Đó. Vậy thì người này có đồng ý không? Đồng ý rồi này. Từ này giả sử em bí, em không biết dịch. Vậy người này đồng ý với cái quan điểm này. Vậy thì câu này là không đồng ý nè, là loại này nè. Câu này là không đúng nè, là loại, true là đúng. Còn câu này wrong là sai. Đó, vậy nên chỉ chọn câu này thôi. Tôi đồng ý, completely là hoàn toàn đồng ý, tôi hoàn toàn đồng ý. Còn cái chữ instead này là thay vì, chúng ta có thể sử dụng túi nhựa, xin lỗi, túi giấy, thay vì vậy. Thay vì nghĩa là thay vì sử dụng túi nhựa là bọc ni lông đó. Thì mình đến bài đọc các em, mình đến bài đọc. Đây. Thì bài đọc này, câu này trắc nghiệm đại từ quan hệ nha các em, đại từ quan hệ câu 25. Thì câu này là participant, mình dịch là người tham gia. Cái từ này là du lịch sinh thái các em nhá. Người tham gia thì được trao, được cho, được tặng cơ hội để thăm những nơi trên thế giới. Thì sau when, where, why là một mệnh đề, mà đây là một động từ, cho nên mình loại câu C, loại câu D trước. Tại vì sau when, where, why luôn luôn phải là một mệnh đề. Đó. Thì mình chỉ chọn A và B, mà cái này đâu có, không có chỉ người,
Cho nên mình loại cô A luôn và cuối cùng mình chọn cô B. Câu 26, trắc nghiệm về nghĩa, 4 từ khác nhau hoàn toàn trắc nghiệm về nghĩa. Thì cô nghĩ là cái từ này các em biết này, assess là tiếp cận. Tiếp cận. In, cái từ này mình tách ra, sight là phong cảnh, inside in là bên trong. Vậy thì mình hiểu cái gì đó thấu đáo phải không? Cái này có nghĩa hiểu thấu đáo. Nếu như mình không biết nghĩa thì mình có thể phân tích như vậy. Còn cái chữ intent này này là nó đồng nghĩa với từ purpose là mục đích nha các em, mục đích. Còn từ này bí biết thôi. Chúng ta xem câu này coi. Du khách benefit này là lợi ích, có lợi ích nha, có lợi ích bằng cái việc là đạt được một cái gì đó, không biết dịch một cái dịch vậy, về môi trường sống tự nhiên và một cái gì đó về ảnh hưởng của con người lên môi trường. Vậy khi mà du khách đến du lịch sinh thái, người ta có những lợi ích. Lợi ích thứ nhất là đạt được một cái gì đó về, thì cái này nghĩa là tích cực, đạt được một cái gì đó tích cực này. Mình không biết nghĩa thì mình hiểu như vậy, về môi trường tự nhiên và một cái gì into, quan trọng là cái chữ into này. Quan trọng là cái chữ into của mình. Into là vào. Đó, into thành. Đó. Thì cái này là mục đích, và một cái mục đích ảnh hưởng thì cũng không phải của con người lên môi trường. Nghĩa là mình phải có một cái câu này thì mình có thể chọn là có một cái tiếp cận vào ảnh hưởng cũng không phải, mục đích vào cái ảnh hưởng của con người lên môi trường thì không phải. Mình phải hiểu. Câu này mình chọn cái từ insight là một, có một sự hiểu biết thấu đáo. Cái insight này là hiểu sâu sắc. Hiểu sâu sắc, sâu sắc thấu đáo về cái ảnh hưởng của con người lên môi trường. Rồi đến câu 28. Câu này thì các em có thể xem này, người ta trắc nghiệm liên từ. Trong cái dạng đọc hiểu này luôn luôn người ta cho một câu liên từ như vậy. Thì em nhìn vị trí của nó này, thì mình loại được câu A. Lý do là on đâu đứng đầu, không bao giờ có dấu phẩy như vậy nhá. Thằng này là vì vậy, thằng này là tuy nhiên vì vậy, thằng này là ngoài ra hay thêm vào đó. Đó, khi mình muốn thêm thông tin. Đó. Thì câu này các em phải xem này. Đây em xem này. Nãy giờ mình là mình có benefit ha. Benefit là gì? Lợi ích. Đó. Lợi ích mình có được cái gì? Xin lỗi, cô còn câu 27 nữa chứ. Cô nhầm, xin lỗi các em nha. Cô làm câu 27 nữa đó. Câu 27 của mình á, thì cô nhìn vô là cô sẽ loại được câu C và câu D. Lý do em thấy chữ way này nó có S nè. Thế nó có S không? Nó có S thì không thể nào sử dụng every. Nên mình loại. Every nghĩa là mỗi. Mỗi thì là một. Nên câu này có S thì không thể chọn every. Và one cũng vậy. Nên mình loại. One là một. Đó. Thì bây giờ mình chỉ chọn giữa câu A và câu B. Thì câu A và câu B nó đều có nghĩa là khác. Để cô phân tích cho tụi em nha. Another. Another cũng có nghĩa là khác. Mà other cũng có nghĩa là khác. Nó đều là tính từ hết nha các em, tính từ hết. Nhưng mà cái chữ another là thêm vào một cái khác nha, thêm vào một người khác, một vật khác, một vật hoặc là người khác, khác hoàn toàn so với những cái điều mà mình nói trước đó, cái người mình nói trước đó hay cái vật mình nói trước đó nhá. Còn other là mình thêm vào một người hay là một vật đã được nói trước đó, nói trước đó. Còn cái này thêm vào một người hoặc một vật khác. Xin lỗi nãy giờ. Đây, cô nói lại nhé các em. Another và other đều là tính từ. Nhưng another này là khi mình thêm vào một người khác, một vật khác hoặc là một người khác.
nghĩa là chưa từng được nói trước đó. Còn ngược lại, other, khi mình muốn nói, mình sử dụng other khi mình thêm vào một người hoặc một vật đã được nói ở lần trước đó. Đấy. Bây giờ mình vào câu cụ thể mình xem thử coi. Cái câu này, other này và another. Vậy ta xem nhé. À, cộng đồng địa phương thì đạt được về cái gì đó không những bằng những cách khác nha, bởi vì không chỉ những cái pho tượng hoặc là những cái tòa nhà khác cũng vậy. Thì bây giờ em xem này, nãy giờ người ta kể này, người ta kể là du khách thì có được cái này, hiểu được cái này, vân vân vân. Bây giờ đến cộng đồng được địa phương sẽ đạt được cái này, không chỉ trong những cách này. Thì bây giờ có phải là người ta đang nói về những cái lợi ích không em? Người ta đang nói về những lợi ích, và cái lợi ích này, lợi ích thì cái này là bằng những cách khác nhau. Thì cái ở trên này là người ta đang nói về cái cách, những cái lợi ích. Đấy. Thì lợi ích về lợi ích của du khách này, lợi ích của cộng đồng địa phương này. Đấy. Thì người ta đang nói về những cái mà người ta đã được đề cập bên ở đằng trước, nhưng người ta không nói về một cái nào hoàn toàn khác. Cho nên á, câu này mình chọn là other, là câu A. Các em. Đến câu 28 thì cô nói lại câu này ở vị trí này thì mình loại câu A, bởi vì on đâu đứng đầu là không dấu phẩy. Thằng này là vì vậy, tuy nhiên, ngoài ra. Thì nãy giờ mình đang nói benefit này, đoạn trên nói benefit, bây giờ đoạn dưới là quan trọng là cái chữ này. Disadvantage là khó khăn, này là thuận lợi, lợi ích. Còn này là khó khăn, thì hai cái này nó tương phản nhau. Nó tương phản nhau thì dĩ nhiên là mình phải chọn câu C. Là tuy nhiên ha. Và câu cuối cùng này, cái chữ primary này thì các em biết rồi. Nếu như nói về học hành thì nó nghĩa là tiểu học. Còn không thì mình có thể dịch là đầu tiên ha. Có thể dịch là đầu tiên. Còn câu B này á thì nó có nghĩa là peculiar. Peculiar từ này nó có nghĩa là tính từ, nó là một tính từ, nó nghĩa là khác thường. Khác thường hay là kỳ lạ. Kỳ lạ. Kỳ lạ. Và cái câu C này là indigenous thì có nó thuộc là nó đồng nghĩa với từ native là bản xứ ha, bản xứ. Ví dụ như là người Mỹ thì tiếng Anh nó là ngôn ngữ bản xứ ha. Còn cái từ cuối cùng này nó là exotic, từ này nó nghĩa là kỳ cục. Kỳ cục hay là ngoại lai. Ngoại lai nhá, kỳ cục hay là ngoại lai. Khác thường, kỳ lạ nha. Kỳ cục, ngoại lai, kỳ cục nghĩa là không giống ai á. Nha các em. Còn này khác thường là nó mang nghĩa tiêu, cái này là nó mang nghĩa tích cực nha. Còn này là nó mang nghĩa tiêu cực. Còn từ này là bản xứ, vậy ta xem cái câu này. Câu số 29 này. Vậy thì ngoài những cái lợi ích bên trên thì tuy nhiên mình có những cái bất lợi bên dưới đối với cái loại hình du lịch này. Tourism là du lịch, từ này là du lịch. Đó. Thì có những trường hợp mà những cái du khách được cho phép phát triển đó, mà không có sự quản lý hay giới hạn gì hết. As a reason, em lưu ý cái cụm từ này. Đó. Cái cụm từ này là nó đồng nghĩa với cái chữ therefore này này. Đó. Vì vậy, nhá, vì vậy, culture là văn hóa gì đã bị ảnh hưởng, thậm chí là đe dọa bởi cái phong cách của người nước ngoài. Vậy văn hóa này là văn hóa gì? Văn hóa bản xứ. Nghĩa là người ta đang nói là vì những cái du khách này được tự do phát triển mà không có sự giới hạn hay quản lý gì. Vì cái lý do đó dẫn đến cái kết quả là nền văn hóa gì? Nền văn hóa khác thường. Nền văn hóa bản xứ thì không phải, bởi vì nó gây nên bởi du khách nước ngoài. Cho nên cái câu này là loại này này. Bây giờ thì mình chỉ còn thằng D với thằng B. Mà giống như em thấy là cái này lại đang là nói về cái hạn chế, mặt hạn chế, mặt
mà tiêu cực thì dĩ nhiên là cái câu này mình phải chọn câu câu D. Xin lỗi, cô nhầm mấy câu này. Thì cái nền văn hóa này, xin lỗi, này nó dấu cộng nè, cho nên mình loại câu B này nữa này. Bây giờ mình chỉ còn chọn, mình chỉ chọn câu C và câu D thôi. Đấy. Vậy thì cái nền văn hóa bản xứ của đã ảnh hưởng thậm chí đe dọa bởi bởi những phong cách của người nước ngoài. Cái quan trọng là cái này nè các em, quan trọng là cái bài này. Đó. Vậy cái chủ từ của mình là phải có phải là cái phong cách ngoại lai không, phong cách nước ngoài này đó. Thì vậy thì những cái nền văn hóa này là nền văn hóa bản xứ của những cái người này nè, nền văn hóa bản xứ của những người du khách này nè, nghĩa là những nền văn hóa bản xứ của những du khách đã ảnh hưởng hoặc thậm chí đe dọa bởi cái phong cách này, phong cách ngoại lai, phong cách nước ngoài. Nên câu này mình chọn câu C. Câu này nó hơi khó, cô nói lại tí nhé các em. Câu này là khác thường kỳ lạ nhưng nó mang nghĩa tích cực. Thằng này là bản xứ, thằng này là kỳ cục ngoại lai, nó mang nghĩa tiêu cực. Thì khi mà những trường hợp du khách mà được cho phép phát triển này không có giới hạn, thì dẫn đến kết quả là những cái nền văn hóa này, người mình đang nói về sự tiêu cực, thì dĩ nhiên là mình loại câu này bởi vì nó mang nghĩa tích cực. Giờ mình chỉ chọn hai thằng này thôi. Nếu như mới dịch qua thì em sẽ chọn câu này, cái nền văn hóa ngoại lai đã bị ảnh hưởng. Nếu mà ảnh hưởng nếu mà chủ động thì là ảnh hưởng lên mình, ảnh hưởng lên con người Việt Nam của mình, thì mình chọn câu D. Nhưng mà bởi vì nó mang cái bị động này, bởi sự đe dọa của phong cách của người nước ngoài, cho nên là cái những nền văn hóa bản xứ của họ đã ảnh hưởng lên mình, cho nên câu này mình chọn câu câu C vì lý do đó nha các em. Thì cô vừa mới hướng dẫn cho các em xong 29 câu, thì phần còn lại cô sẽ làm ở video lần sau nha các em. Đấy. Thì giải đến đây thì cô thấy là chỉ có cái bài đọc này là tương đối khó này. Đấy. Còn những câu còn lại thì khá dễ dàng. Các em.